Hoàng, bất động sản Nha Trang, xin kính chào anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay, Hoàng sẽ giới thiệu đến cho anh chị và mình một căn nhà 4 tầng được thiết kế mặt ngoài là tân cổ điển, mặt trong là thiết kế theo phong cách Đông Dương với 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Và căn nhà này nằm tại đường Tân Trào thuộc phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa. Và căn nhà này là anh chủ nhà cực kỳ tâm huyết luôn, nhưng vì lý do công việc cho nên là anh phải bán cái căn nhà này để tìm gặp một cái khách hàng mà có duyên sớm sở hữu căn nhà này. Thì căn nhà này đẹp như thế nào và thiết kế ra làm sao thì Hoàng mong anh chị cùng theo cho Hoàng để đi xem thực tế căn nhà này. Và giá bán căn nhà này thì Hoàng có ghi trên phần trang bìa của video và trên phần tiêu đề của video và trong phần mô tả video, thì anh chị mình xem giúp Hoàng. Thì trước khi anh chị xem thực tế căn nhà này thì Hoàng sẽ giới thiệu sơ lược về cái xung quanh tiện ích và những cái giá trị gia tăng để mà phục vụ cho nhu cầu của cuộc sống hàng ngày của mình. Và từ vị trí Hoàng đứng ở đây anh chị ha, đi cách khoảng tầm là 1 km là có bệnh viện Vinmark. Đi xa thêm một chút xíu nữa, khoảng tầm 3 cây số nữa là sẽ đến là cáp treo Vinpearl để đi qua bên chỗ khu trò chơi nghỉ dưỡng 5 sao của tập đoàn Vingroup tại đảo Hòn Tre. Và trong vòng bán kính khoảng tầm 1,5 km thì có trường học và có chợ. Đây là những cái tiện ích cực kỳ phù hợp cho nhu cầu của mình. Và hiện tại Hoàng đang đứng trên con đường Tân Trào, là con đường mà có căn nhà 4 tầng Hoàng giới thiệu đến cho anh chị và mình. Và đây là hiện trạng những cái căn nhà ở xung quanh đây anh chị. Đây, nhà xây nhà cao cửa động đây. Khu là khu dân cư hiện hữu ổn định về mặt quy hoạch anh chị, cứ yên tâm cái vấn đề này. Và nếu anh chị mà có quan tâm mua được thành công căn nhà này thì trước khi đặt cọc, Hoàng sẽ làm một cái bản tiết quy hoạch mới nhất để cho anh chị mình yên tâm về vấn đề quy hoạch, để anh chị mua một cái sản phẩm cực kỳ là chuẩn về mặt pháp lý để anh chị yên tâm. Và đây là hiện trạng cái con đường Tân Trào này, là con đường này là rộng khoảng tầm là 10 mét anh chị nha, bao gồm cả lề. Rồi, không để cho anh chị nhà mình chờ lâu thì Hoàng sẽ dẫn anh chị nhà mình đi xem thực tế căn nhà này, chủ nhà tâm huyết như thế nào và thiết kế làm sao có phù hợp với cái nhu cầu mong muốn mình hay không. Thì Hoàng mời anh chị cùng theo chân Hoàng đi xem thực tế căn nhà này nhé. Và đây anh chị, đây mình đã tới căn nhà rồi đây. Bây giờ Hoàng sẽ đứng đối diện căn nhà này, Hoàng sẽ quay cho anh chị cho mình xem. Đây anh chị, căn nhà này là căn nhà 4 tầng ở đây. Mặt ngoài là căn nhà này được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, nhưng ở phần trong nội thất là được thiết kế theo phong cách Đông Dương anh chị nha. Và căn nhà này ở phía dưới á, là sẽ có khách, bếp, vệ sinh. Tầng 2 là sẽ có một phòng ngủ, tầng 3 là một phòng ngủ và tầng 4 là một phòng ngủ dành cho khách, không gian thờ và sân thượng. Thì bây giờ Hoàng mời anh chị cùng theo chân Hoàng vào xem thực tế căn nhà này ở phía trong thiết kế như thế nào. Hoàng đảm bảo rằng anh chị sẽ rất bất ngờ về với một cái diện tích như thế này mà có một cái thiết kế cực kỳ là tối ưu. Căn nhà này có diện tích là 35,8 m² và diện tích sàn xây dựng là 143,5 m anh chị nhé. Và đây, bây giờ Hoàng là bước vào trong cái phòng khách của căn nhà của mình đây anh chị. Riêng ở mặt tiền ở đây á, thì anh chị chủ nhà là có thiết kế lắp đặt một cái bộ cửa 6 cánh xếp trượt. Thì chi phí bộ cửa 6 cánh xếp trượt ở này á, là sẽ gấp đôi một cái bộ 6 cánh bình thường anh chị nha. Và đây là Hoàng bước vào cái không gian phòng khách đây anh chị. Đây, ở phía bên tay trái, khi cửa chính Hoàng bước vào thì bên đây là có một cái kệ tivi nè. Đây toàn bộ thiết bị, nhìn đây anh chị nha. Và sau cái kệ tivi thì anh chủ nhà có trang trí một cái điểm nhấn trong không gian phòng khách của mình là một cái bức tường giả đá. Và phía bên này là có những cái trang trí những cái gỗ nhựa để tạo cái điểm nhấn hài hòa trong phong thủy của mình. Và cái kệ tivi này á, thì thiết kế hai màu trắng và màu gỗ anh chị nha. Và toàn bộ những thiết bị nghe nhìn ở phía dưới đây á, là gọi là đồ cổ tâm huyết, thì anh chủ nhà bán thì anh sẽ đem đi những cái đồ này anh chị nha. Và đối diện cái kệ tivi ở đây thì có một bộ ghế sofa chữ Y cực kỳ đẹp đây anh chị nha. Và Hoàng chia sẻ với anh chị căn nhà này mặc dù là diện tích nhỏ nhưng vẫn để được xe hơi 7 chỗ, chiếc xe hơi 5 chỗ anh chị nha. Đây
Xưa 5 chỗ là ba được nhà này anh chị nè. Đây Hoàng quay rõ lưu lại cho anh chị mình xem. Cho nên anh chủ nhà mới thiết kế một cái bộ cửa 6 cánh để mở hết toàn bộ, để chiếc xe màu trắng ở phía ngoài của anh đó là sẽ chạy thẳng vào trong đụng tới bàn ăn này anh chị nè. Rồi bây giờ bên đây là cái không gian bàn ăn này anh chị nhé, bàn ăn với một bộ bàn ăn 4 ghế nhập khẩu. Trên đây có một cái tranh trang trí điểm nhấn nè, và đây có một cái máy lạnh nằm ngay cái bàn ăn ở đây để tạo không gian mát mẻ khi chúng ta ngồi ăn cơm. Và đặc biệt cái bàn ăn này có một cái hay á, là chúng ta có thể kéo dài ra anh chị nha. Đây cái khớp nối anh chị nè, đó kéo dài ra khi nhà chúng ta có khách đông anh chị nha. Và bộ này là bộ bàn ăn nhập khẩu. Từ vị trí bàn ăn này chúng ta nhìn qua phía bên đây là cái không gian bếp anh chị nha. Này bếp là có kệ trên kệ dưới này anh chị nè, là với hai màu trắng và đen là chủ đạo trong cái không gian bếp của mình. Và hai màu này là hai màu tương phản nhưng cực kỳ hài hòa trong cái phối thiết kế của mình anh chị nhé. Đây Hồng quay rõ nè, đây mặt bếp nè cũng là đá đen nè, chậu rửa đôi nè anh chị. Rồi bên này bếp từ nè, bếp từ đây, và mặt bếp nó cũng là đá đen, mà mặt dựng giữa kệ trên kệ dưới cũng là đá đen luôn anh chị nha. Đây đá đen có vân cực kỳ đẹp nè, đây là đá nhập khẩu nè. Và đây có bếp từ nè anh chị nè. Bếp ở đây á, là kệ tủ đây là ảnh dùng một loại cao cấp. Ở đây á, là chống nước anh chị nha. Đây anh chị thấy vân bóng rỗng không? Đây nè, cái này là chống nước nè, trong đá vân tay là cực kỳ sạch sẽ, dễ lau chùi sau khi chúng ta sử dụng nếu có bám bụi dơ anh chị nha. Và ở mặt giữa cái phần dưới bếp đây nè là anh chủ nhà rất là kỹ dùng cái màu trà này anh chị nè. Đây đây cũng là một cái loại chất liệu là chúng ta để chống nước luôn, nhưng mà nó là màu trà, phải màu trắng nhựa phía trên, cực kỳ sạch sẽ khi chúng ta sử dụng. Đây họ bây giờ họ đứng từ vị trí bếp này, họ quay lại cái không gian bàn ăn này anh chị nha. Đây bàn ăn đây, đây là kệ tivi nè, bên đây là bộ ghế sofa nè, cực kỳ đẹp và tinh tế. Và đặc biệt ở phòng khách chúng ta nha, đây có đèn trần nè, và anh chị chủ nhà cực kỳ là tinh tế nè, đây có quạt trần nè. Đó trong phòng khách của mình chúng ta mở quạt trần không là đã mát rồi anh chị, chứ chưa kể là mở máy lạnh. Máy lạnh là lắp để cho có những đầy đủ cái công năng sử dụng thôi. Và ở đây có một cái kệ, đây anh chị, kệ này là anh chủ nhà trang trí những cái vật phẩm phong thủy yêu thích của ảnh đây. Và cái kệ này cũng là cái chỗ để che cái cầu thang để khoảng nhìn ra ở ngoài đường anh chị nhá. Và đây ở phía dưới cầu thang đây là anh chủ nhà có một cái vệ sinh ở đây anh chị. Bên đây đây là vệ sinh phụ nghe anh chị, vệ sinh ở phía dưới trong cái tầng trệt của mình thôi anh chị à. Đây và cái vệ sinh này ảnh rất là tinh tế, ảnh thiết kế là vệ sinh ở phía trong và cái lavabo ở phía ngoài. Vì căn nhà mình cái diện tích chỉ có 35,8 mét vuông thôi, cho nên là ảnh thiết kế làm sao tinh tế nhất có thể và tận dụng công năng tuyệt đối anh chị nha. Và bây giờ họ mời anh chị chúng ta đi lên tầng 2 của căn nhà của mình. Đây anh chị, đây họ giới thiệu sơ bộ nè. Đây anh chị thấy rõ ràng nè, đây cầu thang của ảnh là thiết kế hai màu đen và trắng, cực kỳ hài hòa trong cái thiết kế của mình. Và anh chị thấy rõ ràng không, đây giữa cái đây này anh làm cái chỉ phạt một màu trắng ở giữa này, cực kỳ là tinh tế luôn. Đây Hồng quay chi tiết rõ ràng anh chị nha, để anh chị thấy rõ ràng những cái tiêu những cái tiểu tiết nhỏ nhặt nhất. Đây anh chị thấy không, đây những cái nẹp đây nè. Đây cái đẹp này là thể che đi cái phần của cái miếng bị lỗi, che lại hết toàn bộ lại, chứ không che thì nó sẽ rất là xấu xí cái chỗ đó anh chị nha. Và bây giờ chúng ta lên tới tầng 2. Tầng 2 của căn nhà của mình đó là chỉ có là một phòng ngủ và một vệ sinh, cho nên là phòng ngủ này cực kỳ rộng anh chị nhé. Rồi chúng ta đi vào ở trong không gian tầng 2. Đây tầng 2 này, đây là phòng ngủ dành cho con trai của chủ nhà đây anh chị. Đây có trang bị một cái giường 1m8 anh chị nha. Đây giường rất là rộng rãi. Và ở phía bên này á, là có cái kệ tivi nè anh chị nè. Đây tivi đây, máy lạnh đây, máy lạnh Mitsubishi. Và trong cái không gian
ngay kế tivi thì cũng như phố như phong cách ở phía dưới là có một cái mảng tường giả đá và phối hợp với gỗ nhựa giả gỗ, cho nên là nhìn rất đẹp trong cái phong cách thiết kế mình, cực kỳ hài hòa và tinh tế anh chị nhé. Và bên đây, đây ở phía trước đây á, là ảnh dùng rèm hai lớp anh chị nhé. Mặc dù cửa nhà mình là hướng phong thủy, nhưng mình là hướng đông bắc, anh Kỳ anh làm đây cửa hai lớp đây, rèm hai lớp nè. Và cái cửa này á là cái cửa nhôm sinh pha đây anh chị, nhôm sinh pha đây. Bây giờ không mở cửa không đi ra ngoài cho anh chị mình xem rõ nè. Đây, đây là đứng ở tầng 2 này anh chị nha. Nhìn xuống đường phía dưới để cho anh chị mình xem đây, tầng 2 đây. Và đây bây giờ họ sẽ vào trong lại. Đây, cái ban công của tầng 2 đây, nhìn rất là tăng cổ điển này anh chị nha. Toàn bộ cửa mặt tiền của mình đều dùng là nhôm sinh pha, kính cường lực hết toàn bộ anh chị nha. Đây là phòng ngủ, chúng ta nhìn từ cửa ban công nhìn qua để anh chị nha. Cực kỳ đẹp và tinh tế luôn. Bây giờ Hoàng sẽ dẫn anh chị cho mình ha, vào xem cái phòng vệ sinh ở phía sau ở đây. Và sẵn đây Hoàng sẽ chia sẻ cái tủ quần áo này anh chị. Đây tủ đứng quần áo nè, ốp đụng trần luôn nè, cùng với hai tông màu trắng và màu gỗ. Và bên đây là những cái kệ để những vật dụng yêu thích của cái cậu chủ nhỏ trong gia đình của mình đây. Và toàn bộ cửa phòng ngủ và cửa vệ sinh đều là cửa gỗ hết anh chị nha. Và đây là cái phòng vệ sinh này anh chị. Đây phòng vệ sinh là được chia làm hai khu. Thứ nhất là cái khu tắm là có vách kính và bên đây. Và khu thứ hai riêng biệt là có bồn cầu này, lavabo kính này anh chị. Và căn nhà của mình ở đây là gia chủ dùng hệ thống điện mặt trời với chi phí đầu tư là 100 triệu toàn bộ hệ thống này anh chị nha. Nên dùng cực kỳ lợi. Và bây giờ chúng ta đi lên không gian tầng 3 của căn nhà của mình anh chị. Đây là không gian tầng 3. Thì tầng 3 á, là cũng là một phòng ngủ một vệ sinh y như ở dưới, nhưng mà cái thiết kế thì hơi khác một chút xíu thôi anh chị. Đây chúng ta vào trong phòng ngủ thứ 3. Phòng ngủ thứ 3 đây là phòng ngủ dành cho anh chị chủ nhà. Đây hàng quay chi tiết rõ ràng này anh chị ha. Cái thiết kế này khác một chút xíu so với cái phòng ngủ tầng 2. Riêng cái kệ tivi á, và phần kệ tivi mà mặt dựng sau tivi thì y như cái tầng 2. Nhưng cái hệ tủ thì sẽ khác. Đây. Hệ tủ của cái tầng thứ 3 này là tủ gỗ. Và làm ngắn lại so với ở dưới anh chị nha. Ở dưới thì làm bằng gỗ công nghiệp. Đây là cái giường gỗ nè, giường này là giường gỗ tự nhiên là 1m6 này anh chị nè. Và nhà mình bán thì toàn bộ cái thiết bị nghe nhìn đó là thiết bị âm thanh đó là đồ cổ, là đồ chơi sở thích của anh chủ nhà. Cho nên cái phần đó là anh đem đi thôi. Còn những tất cả các phần khác đã đều để lại anh chị nha. Và cái ban công cũng vậy. Đây anh chị nè, đây rèm nè, hai lớp nè. Đây rèm màu trắng và rèm sẫm màu ở phía trong này anh chị nè. Đây cửa, đây vẫn là cửa nhôm sinh pha kính cường lực. Đây hàng quay chi tiết rõ ràng để cho anh chị mình dễ dàng mà tham khảo lựa chọn cho nó dễ, xem có phù hợp với cái nhu cầu mong muốn của anh chị như mình hay không. Và đây là phòng vệ sinh của tầng 3 đây anh chị. Phòng vệ sinh của tầng 3 thì thiết kế của y như phòng vệ sinh của tầng 2 thôi anh chị à. Đây còn có hai không gian bố trí tắm và không gian á là vệ sinh, bồn cầu, lavabo, máy giặt. Thì ở nãy tầng 2 cũng có máy giặt và tầng 3 cũng có máy giặt, là tầng nào là có máy giặt của tầng đó nữa anh chị nha. Và cực kỳ thuận tiện luôn.
và tất cả các phòng vệ sinh đều có nè cửa gió nè và máy hút mùi nè anh chị nè, men ốp đụng trần hết toàn bộ. Và bây giờ chúng ta đi lên tầng 4 của căn nhà đây anh chị. Và Hoàng cũng hy vọng là qua cái không gian căn nhà này có thể kết nối thành công với khách hàng sớm có duyên và sở hữu căn nhà này đúng nhu cầu mong muốn của anh chủ nhà. Và đây là tầng 4 chị nha. Đây là tầng 4 đây anh chị. Tầng 4 ở đây á là đây. Tầng 4 là có phòng ngủ, đây là phòng ngủ dành cho khách anh chị nha. Đây, phòng ngủ dành cho khách đây. Đây là một cái giường 1m6 đây anh chị, giường gỗ toàn bộ, giường gỗ tủ gỗ luôn anh chị nha. Mặc dù là phòng của khách nhưng mà vẫn trang bị đầy đủ anh chị nè, đây tivi nè, máy lạnh đầy đủ hết toàn bộ. Và ở phía phòng khách thì cho nên là phòng ngủ khách, cho nên là phòng vệ sinh á, thì anh chị để phía ngoài, không nằm trong phòng vệ sinh, không nằm trong phòng ngủ, y như tầng 2 và tầng 3 anh chị nha. Đây là phòng vệ sinh của tầng 4 đây anh chị. Đây. Rồi bây giờ Hoàng mời anh chị chúng ta ha, đi ra ở phía trước xem ban công như thế nào anh chị nha. Đây, trước khi ra ban công thì đây có một cái không gian là thờ cúng của gia đình của mình. Đây anh chị, không gian thờ cúng thì là anh chủ nhà ảnh rất là kỹ nữa, ảnh để một cái bức để che lại bàn thờ gia tiên đây anh chị nha, anh che lại đây. Và đây là cái không gian ở phía trước, đây là cái không gian, cái sân thượng nhỏ phía trước. Nhưng sân thượng nhỏ ở đây chúng ta cũng có thiết kế một cái bếp phụ nhỏ nhỏ đây nè anh chị nè, chậu rửa nè đó, để chúng ta có thể ngồi ở đây thư giãn và tổ chức những bước tiệc nho nhỏ của gia đình mình, ngồi trên đây cực kỳ là mát anh chị nha. Đây Hoàng quay rõ ra cái không gian ở phía sân thượng đây anh chị xem đây. Đây để một cái bộ bàn 6 ghế, bên này có hai cái ghế gỗ nè và một vài cái ghế nhỏ nhỏ nữa để chúng ta vui chơi. Đây có một hồ cá nhỏ nhỏ đây, dễ thương lắm anh chị ơi. Đây hồ cá nhỏ nhỏ đây. Và ở phía bên này đây anh chị thấy không, đây là view Hoàng đứng từ tầng 3 này anh chị nè. Đây tầng 3 đây, nhìn xuống ở phía dưới đây. Đó, xa xa thì theo hướng của tay Hoàng chỉ đây á, là bệnh viện Vinmec này anh chị nè. Đây đây là bệnh viện Vinmec nè của tập đoàn Vingroup anh chị nha. Cho nên ở đây cực kỳ là tiện ích, gần trường, gần chợ, gần bệnh viện. Và từ đây chúng ta đi ra biển khoảng tầm là một cái số là tới biển rồi anh chị nha. Và bây giờ Hoàng sẽ tổng hợp lại căn nhà này một lần nữa để cho anh chị mình dễ dàng lựa chọn và cân nhắc. Căn nhà mình là có diện tích là 35,8m², mặt tiền rộng là 4m. Và căn nhà mình là được thiết kế là 4 tầng, mặt tiền là thiết kế theo phong cách tân cổ điển, ở phía trong được thiết kế theo phong cách Đông Dương. Và căn nhà mình có công năng là 3 phòng ngủ, 4 vệ sinh anh chị nha, và một phòng thờ và một sân thượng. Và nhà mình có thiết kế một cái điện, hệ thống điện mặt trời trị giá là 100 triệu. Và căn nhà mình ở đây á, là đã hoàn công chuẩn trị, trong đó có diện tích sàn xây dựng là 143,5m², và sổ đỏ đã hoàn công đầy đủ chuẩn trị cho anh chị nhà mình rồi. Và khi bán là để toàn bộ nội thất hiện trạng như vậy, chỉ trừ anh chủ nhà là lấy lại những cái là thiết bị âm thanh, đồ cổ của ảnh là ảnh đem đi thôi, còn là tất cả mọi thứ ảnh để lại toàn bộ, để lại cho khách hàng có duyên với căn nhà này. Và Hoàng hy vọng qua video này Hoàng có thể kết nối thành công với khách hàng sớm có duyên với căn nhà này. Và Hoàng cũng cảm ơn rất nhiều anh chị như mình đã dành thời gian xem hết cái video giới thiệu căn nhà đẹp của Hoàng. Và để không
bỏ lỡ những video giới thiệu về bất động sản Nha Trang Khánh Hòa của Hoàng thì anh chị mình hãy like và đăng ký kênh YouTube của Hoàng để là những người đầu tiên nhận được video review bất động sản mới nhất của Hoàng. Và nếu anh chị có nhu cầu xem thực tế căn nhà này hoặc một số căn nhà khác tại thành phố Nha Trang xinh đẹp thì anh chị hãy gọi ngay cho Hoàng 0972 206 206 để được dẫn đi xem thực tế căn nhà và chốt cọc. Và Hoàng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị nhân mình ở những video tiếp theo.